Xin chào anh chị nha, em tên là An, đến từ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em có mặt tại xã Phú Hưng thuộc thành phố Bến Tre nha anh chị. Hôm nay em sẽ gửi tới anh chị hai căn nhà đó. Thực em đi quay có 1 căn à, mà cô chủ cần kế bên luôn gửi bán 1 căn nữa thì hôm nay em gửi tới anh chị hai căn ha. Anh chị mình xem thì mình ưng căn nào mình chọn căn đó nha anh chị, mà giá bán rất là rẻ luôn, thổ cư toàn bộ hết nha anh chị. À, căn này nè là 460 triệu là mặt tiền trước đất trước căn nhà mình luôn, còn căn trong á là đường đi ngã sau, mình được hai mặt tiền ha anh chị. Căn đó mình đi đường này được, đi ngã sau được, ngã sau thì xe hơi vô. Căn này 460 thổ cư toàn bộ đó. Căn phía sau là 29m2, 330 triệu, cách đường tỉnh 885 ha anh chị. Hướng này nè là khoảng 100m à, anh chị thấy không, sau lưng em nhà dân, nhà dân rất là đông nè đó. Cái đường này là đường giống như là mặt tiền đất của mình nha, đất được hai mặt tiền nhà chứ gì, nhà được hai mặt tiền ha anh chị. Dạ, hướng này là mình ra đường DT885 được luôn. Dạ rồi, để em quay chi tiết căn nhà cho anh chị mình xem nha, hai căn nhà lận. Dạ, đây là cô chú muốn bán nhà nè, hai căn nhà nè. Căn nhà này 460, từ đây mình ngang qua sổ này anh chị đó. Ở đất số 31 nè, tờ bản đồ số 61, địa chỉ là xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre ha anh chị. Dạ, đất ở tại nông thôn, cô chú chỉ bán một phần này thôi nha anh chị. Dạ đó, đây sơ đồ nè, có hiển thị đường đi luôn, đất mình là hướng bắc. Dạ, cô đọc số điện thoại đi cô, để con đăng lên thì có gì khách liên hệ với cô. Không hề à, đi con cô. Nó đi làm mà có, mà đi làm suốt mà nó không có về nhà. Cô chú không xài hả? Vì dạ, nên chỗ này đất ở nè. Đất ở tại nông thôn là thổ cư á. Dạ, thổ cư toàn bộ hết nè. Cô thấy không? Vậy cô chú không có điện thoại, không có số điện thoại luôn hả? Vậy anh chị mình cần mua căn nhà này nè, mình liên hệ trực tiếp với em nha. Dạ, em sẽ cũng như em nếu mà em đi được thì em dẫn anh chị đi, không mấy thì em gửi định vị cho anh chị mình xem ha. Dạ, còn căn em giới thiệu với anh chị là đây nè, 330 triệu, có đường đi vô ha anh chị, một mặt tiền đường này. Sao một đường lớn. Dạ rồi, phải không? Dạ rồi. Đây anh chị, nhà thì đây là thuộc dạng nhà nát á. Anh chị nào mình mua về mình tùy nhu cầu anh chị mình cần mình sử dụng thì mình khai thác ha anh chị. Dạ, ngang 4m, nở hậu ra là hơn 4m, chiều dài là hơn 7m ha anh chị, diện tích là 29m2 đó. Mình có toilet luôn nè. Bên đây là thánh tịnh Tây Tông Vô Cực Cung anh chị, tên dài quá. Dạ, phía sau đất mình ha, đường này ô tô vô tới chỗ luôn. Dạ, đường này đi thông không cô? À, đường này đi thông được nha anh chị. Dạ, à. Dạ, đường này ra được nè, hồi nãy cũng đi đường này ra nè, nãy đi đường này vô nè. Dạ, mình được khai mặt tiền nha anh chị, đường xe hơi vô tới chỗ luôn đó. Giá bán là chỉ 330 triệu trên một cái nhà đó. Diện tích là 29m2, thổ cư toàn bộ hết anh chị ơi. Còn nhà của cô á là phía trên đó, đường xe qua lâm mình vô được, giá bán là 460 triệu. Dạ anh chị ơi, em đang đứng ngay chợ giữa Phú Hưng nè anh chị. Từ nhà của mình á ra đây là chỉ 800m à, rất là gần luôn nha anh chị. Em
sẽ hướng dẫn anh chị đi từ chợ giữa của mình á vào nhà luôn. Đó, phía trước mình là đường tỉnh 885 anh chị. Mình bên trái mình vào trung tâm thành phố Bến Tre nha. Dạ. Chỉ 330 triệu à. Anh chị mình có căn nhà đó, gần các tiện ích luôn. Mình vào trung tâm thành phố Bến Tre á là chỉ 3 cây số à anh chị. Nhà mình thì diện tích là 29 m², thổ cư toàn bộ 100% hết. Cách chợ giữa là chỉ 800 m à. Đây có cây xăng nè anh chị, cây xăng hai vị ha. Dạ. Vừa qua cây xăng á là 50 m, bên tay phải mình có đường nè, ở ngay từ quãng thứ 9 nè, đây Thánh Tịnh Tây Tông Vô Cực Cung. Dạ, tên dài quá anh chị. Xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Đường này xe taxi mình vô được luôn nha anh chị. Từ ngoài anh chị vô đây 50 m. Mình có đường này nè, mình vô nhà được luôn. Đó, từ trong đó 50 m là mình tới nhà mình nè. Ngay đầu video nãy em hướng dẫn anh chị á. Dạ. Xe taxi mình vô tới đây, mình có hai đường vô lận. Dạ. Tới đây nha anh chị. Nhà của mình nè. Diện tích là 29 m², 330 triệu. Đó, nhà phía trên là 460 triệu. Dạ. Rồi em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Anh chị nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để nhận được những video nhà đất mới nhất nha anh chị. Chúc anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh chị trong những video gần nhất nha anh chị. Dạ. Chào tạm biệt anh chị.